It's Manny. Hello, xin chào các bạn quay lại kênh Vlog của Manny. Hôm nay mình xin thông báo cho các bạn một cái tin rất là vui và hết sức là phấn khích, kể cả đối với mình và mình cũng nghĩ là tất cả các bạn xem video và follow MCMA cũng như là kênh Vlog của mình đều đã biết cái tin này. Đó chính là một trang web học về synthesizer hoàn toàn miễn phí từ Ableton cuối cùng đã được dịch ra bằng phiên bản tiếng Việt. Đây không phải là trang web đầu tiên mà Ableton có phiên bản tiếng Việt. Trước đó một khoảng thời gian không lâu thì Manny và team MCMA cũng đã phiên dịch một trang web khác có tên là learningmusic.ableton.com từ phiên bản tiếng Anh sang phiên bản tiếng Việt. Và trang web đó sẽ hướng dẫn các bạn những cái bước cơ bản nhất để các bạn tạo ra một bài nhạc. Các bạn sẽ được học như thế nào là làm một cái beat, các bạn sẽ được học như thế nào là melody, là âm và những cái cơ bản nhất trong cái thế giới âm nhạc trước khi các bạn có thể bước vào. Và rất là nhiều bạn hỏi Manny là hãy làm thêm về những cái video về sound design, nhưng mà mình không có thể nào hướng dẫn và chia sẻ với các bạn một cách chi tiết được, bởi vì nó đòi hỏi những cái hết sức là cơ bản, những cái thuật ngữ mà bắt buộc mà các bạn phải biết trước khi các bạn có thể bắt đầu vào sound design. Thì Ableton đã làm ra một cái website hoàn toàn miễn phí cho các bạn, nó có tên là learningsynth.ableton.com. Và bây giờ các bạn xoẹt thêm chữ VI là VI thì nó sẽ ra phiên bản tiếng Việt dành cho các bạn. Và khoảng gần 2 tháng nay thì Manny và team MCM cũng đã nỗ lực miệt mài để dịch toàn bộ những trang web này ra phiên bản tiếng Việt dành cho các bạn ở Việt Nam có thể tự học tại nhà. Đây cũng là những cái nỗ lực để giúp cho các bạn có thể tự học và tìm hiểu để xem mình có phù hợp, mình có đam mê, mình có theo đuổi về cái vấn đề này hay không. Nếu các bạn vào truy cập vào trang web thì các bạn sẽ thấy phiên bản này đã được hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn. Tuy nhiên đây là bản beta, có nghĩa là đây là bản thử nghiệm, nó chưa có hoàn chỉnh. Có nghĩa là những cái gì mình dịch ở trên đây nó khá là tổng quan và chắc chắn nó sẽ có những cái lỗi sai sót. Và Manny cũng như MCMA sẽ đi song song để tìm hiểu và nhận feedback của các bạn để có thể chỉnh sửa cái phiên bản này cho nó trở thành cái ngôn ngữ tiếng Việt hoàn hảo nhất. Các bạn có thể vào phần description để thấy đường link truy cập vào cái trang web và trải nghiệm nó. Thì trang web này rất là vui. Nếu các bạn đã học về Learning Music rồi, các bạn sẽ thấy nó có những button hay là nó có những cái thanh kéo, những cái thanh trượt, các bạn có thể tương tác trực tiếp trên website. Thì cái trang web Learning Scene này cũng vậy, nó cũng có những thanh trượt và những cái nút để các bạn có thể ấn vào trực tiếp trên website và nó tạo thành tiếng. Và đồng thời nó sẽ giúp cho các bạn học hỏi làm quen cách thế nào để tạo ra một cái âm thanh từ những âm thanh cơ bản nhất hoặc là từ những cái công cụ cơ bản nhất. Nếu mà trong quá trình các bạn học mà các bạn có thấy thắc mắc hoặc là những cái đoạn nào các bạn thấy nó dịch bị sai hay là nó chưa sát nghĩa hoặc là khó hiểu, bạn có thể nhắn tin cho trực tiếp cho MCMA hoặc là mình để mình có thể trực tiếp vào trang web mã nguồn để mình có thể chỉnh sửa nó, để giúp cho cái phiên bản này càng ngày càng hoàn thiện hơn, giúp cho cái cộng đồng người dùng tại Việt Nam có được những cái kiến thức mà không chỉ những người biết tiếng Anh hay là những người phải tự mày mò một thời gian khá lâu, mà đây là những cái kiến thức hoàn toàn phổ thông mà mọi người có thể học được. Hy vọng đây là những cái đóng góp của Manny và MCMA sẽ giúp cho cái cộng đồng làm nhạc điện tử Việt Nam càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và luôn luôn theo dõi những bước đi của MCMA và Manny. Và xin hẹn các bạn trong những vlog kế tiếp. Bye bye.